Ngân hàng Nam Á là đối tác của công ty du lịch Hòa Bình trên 10 năm. Thì qua cái vấn đề giao dịch với Ngân hàng Nam Á thì chúng tôi thấy Ngân hàng Nam Á là một cái ngân hàng mà có cái uy tín trên thương trường, đã tạo được cái niềm tin cho khách hàng trong các cái dịch vụ mà công ty du lịch Hòa Bình đã hợp tác với Ngân hàng Nam Á. Về cái điều mà tâm đắc nhất á, là tôi thấy ở Ngân hàng Nam Á là cái chương trình Nhớ Cội Nguồn hướng tương lai để gây cái quỹ từ thiện là vun đắp ước mơ. Hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã trải qua 20 năm kể từ ngày thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1992. Đến nay đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách để đạt được thành tựu ngày hôm nay là sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á ủng hộ các cổ đông và sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền, nhà nước, đặc biệt là sự tín nhiệm của các quý khách hàng. Bằng chứng, Ngân hàng Nam Á đã nhận được Huân chương Lao động hạng 3 của Chính phủ, cờ thi đua khen thưởng của Ủy ban Nhân thành phố và thương hiệu vàng năm 2012. Đồng thời, Ngân hàng Nam Á luôn quan tâm trách nhiệm với cộng đồng. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng Nam Á là ngân hàng bán lẻ. Phương châm và đồng thời là cốt lõi của Ngân hàng Nam Á là an toàn, phát triển, hiệu quả và bền vững.